Xin chào các bạn. Chào em Nguyễn Thủy. Em khỏe chứ? Các em có nghe rõ tiếng nói của chị không? Ok, mình vẫn còn một vài phút để mời các bạn vào để nghe cái chia sẻ của mình ngày hôm nay. Thì các bạn cho mình biết là các bạn đã có khỏe không? Và cái giờ này ở Việt Nam là cũng muộn rồi, 2-3 giờ rồi. Mà cũng tranh thủ vào xem để nghe cái sự chia sẻ của chị. Cảm ơn tất cả những cái điều đó. Ok, mình chờ 1-2 phút nữa xong là chúng mình sẽ bắt đầu. Và cái ngày hôm nay mình chia sẻ về cái chữa lành từ cái đôi bàn tay này. Những cái phần đau ở cơ thể thì mình có thể làm luôn ở trên cái đôi bàn tay này và có tác dụng rất là tốt. Xin chào em Cao Việt Trung, I love you. Dạo này tiến bộ ghê quá, coi như là không có thời gian cho chị Minh nữa. Ok, các bạn có thể xem lại được cái video này, cho nên là mình sẽ gửi cái đường link ở dưới, nếu mà bạn nào không có thời gian thì sẽ xem lại. Ok, những cái bạn mà đã biết mình rồi thì mình rất vui được các bạn có mặt trong cái không gian này để chia sẻ cùng với mình. Dạ, chị làm hơi muộn bởi vì hôm nay có khách, hôm nay đông khách quá, cho nên là sau cái buổi này chị vẫn còn khách, thành ra là mình tranh thủ mình làm. Dù sao thì mình cũng đưa lên để cho mọi người xem lại. Ok, cảm ơn em Nguyễn Thủy, em đã nghe rõ ạ. Biết ơn chị, em đã thực hành những gì chị dạy, em gặp nhiều may mắn. Cảm ơn các bạn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt trong cái không gian này của mình. Và hôm nay cái thời gian của chúng mình ngồi với nhau, chia sẻ với nhau sẽ là khoảng 30 phút. Và 20 phút cuối, chị chào Võ Năng Lượng. 17 cái phút cuối thì chúng mình sẽ có một cái bài thiền về bí mật của Phan Thiên Ân. Thì cái bài thiền đầu tiên rất là hay và có giá trị, và rất nhiều bạn đã thực hành cái chương trình này, cái bài thiền này, và có kết quả rất là tốt. Vậy thì chúng mình sẽ dành 20 phút ở cuối để thực hành cái bài này. Ok, giới thiệu những bạn mà chưa biết mình thì mình là một chuyên gia chữa lành tại Đức. Và trong cái quá trình 8 năm vừa rồi trên cái con đường hành trình về những cái khoa học tâm linh, về phát triển bản thân, thì mình đã giúp được hàng nghìn người ở Đức được khỏe mạnh, được hạnh phúc và được đi theo đúng cái nghề nghiệp mà người ta mong muốn, và có nhiều sự thay đổi trong cuộc sống theo cái hướng tốt đẹp lên. Thì mình muốn, với những cái sự hiểu biết, sự trải nghiệm của mình, thì mình muốn chia sẻ cho các bạn ở đây. Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt trong cái giờ phút này. Thì không biết là các bạn đã, chị chào các em, biết đến những cái phương pháp diện trần của thầy Bùi Quốc Châu. Đó là một cái phương pháp rất là tuyệt vời. Thì có cái cuốn sách này, các bạn cũng sợ có ở nhà cũng sẽ dễ mua một cái quyển sách này và tự thực hành cho mình. Ở trong này thì nó có những cái đồ hình phản chiếu và thầy viết những cái về cái phương pháp diện trần này rất là rõ ràng. Thì mình chỉ muốn nói rằng là 8 năm nay khi biết được diện trần là cái bước đầu tiên để mình đi vào cái con đường chữa lành này, thì nó có rất nhiều những cái điều kỳ diệu nó xảy ra, và mình lại có rất nhiều những cái sáng tạo trong cuộc sống. Tại sao mình lại có những cái sự sáng tạo này? Bởi vì những cái huyệt đạo của mình ở trên mặt, ở trên tay, ở trên lưng, ở trên chân được đả thông, cho nên là nó sẽ như là cái dòng chảy, nó sẽ trôi và nó sẽ không, những cái bế tắc sẽ được giải tỏa. Thì thầy có rất nhiều những cái dụng cụ diện trần này để mình làm, mình có thể làm bằng những cái dụng cụ diện trần này, và cũng có thể là mình không cần thiết dụng cụ cũng được.
được, mình dùng đôi bàn tay. Vậy thì đôi bàn tay này nó sẽ giúp mình gì? Có rất nhiều người bị đau đầu. Đau đầu thì ở trên tay, mình có thể làm ở trong một vài giây phút là cái đau đầu nó sẽ biến mất mà không cần dùng thuốc. Thì năm 2012-13 gì đấy thì mình về Việt Nam, thì mình có xem cái bác sĩ Nguyễn Đắc Thảo có chữa cái phương pháp này cho người ta. Mà mình ngồi đấy và mình cảm thấy là hay quá, mình phải học ngay và học lỏm tất cả những cái gì mà thầy đang làm cho khách, mà là mình ngồi bên cạnh mình nhìn, mà thầy chỉ dùng cái ngón tay này thầy chữa bệnh thôi, thành ra mình thấy nó hay quá. Thế thì khi mà mình đau đầu thì mình ấn trên đỉnh cái ngón tay này, mình dùng cái ngón tay trái và trước tiên là dùng cái ngón tay giữa mình ấn vào cái điểm trên này. Đấy. Mình day khoảng 30 giây thì nhản nó ra. Thì làm mấy lần như thế thì đầu nó tự nhiên nó cứ thông đi. Bởi vì là theo cái phương pháp của diện trần của thầy Châu, tức là tìm cái con đường ngắn nhất, làm cái gì nhanh nhất và đơn giản nhất thì mình làm. Thì mình ấn vào đây thì những cái bế tắc ở trên đỉnh đầu của mình ở trên này nó được giải tỏa. Thì mình cũng có thể ấn ở đây và mình cũng có thể ấn ở đây, nhưng mà mình làm ở trên ngón tay này thì mình thấy nó kỳ diệu và nó đơn giản hơn. Bởi vì cái phần ngón tay này nó là phản chiếu của toàn bộ cơ thể. Chỗ này sẽ là cái gáy của mình. Nhiều khi mà đau cổ gáy, mình chỉ cần day cái chỗ này, mình ấn huyệt ở chỗ này, đẩy nó xuống, đẩy nó xuống, đẩy nó xuống, thì là cái cổ gáy của mình nó cũng sẽ hết đau. Đấy. Và khi người ta có bị tai, bị nghẽn ngãng tai, bị đau, mình có thể trực tiếp day ở tai ngay lập tức. Nhưng mà nhiều khi mình đã thử những cái phương pháp này ở hội chợ, bởi vì khi mà mình đi hội chợ sức khỏe thì có rất nhiều người ta ngồi đấy, người ta đứng đấy, người ta chờ mình làm cho người ta. Thì mình chỉ làm cho mỗi người một vài phút thôi, mình không có nhiều thời gian. Thì mình dùng ngón tay này để mình chữa là cái cách nhanh nhất. Thì mình sẽ khi mà tai thì mình day dọc hai bên này, day nó xuống. Thì lúc ấy là những cái huyệt này nó tắc, nó sẽ rất đau, nó rất là thốn. Thì day nó xuống như này, hai bên tai. Thì lúc đó nó cũng sẽ nhẹ đi và nhiều người ta nghe rõ hơn. Đấy là về chữa về tai. Thì có người cả một cái mảng tay này đau, cả cái mảng tay này đau, thì mình cũng có thể day ở đây xuống, từ đây xuống. Đấy. Còn có người đau lưng thì chỉ ở cái mảng này, lưng. Đấy, mảng này mà mình day ở cái chỗ này thì người ta hết đau lưng. Nhất là đây là cái cổ và cái gáy này, thì mình day ở đây xong mình day xuống dưới này. Khi mình day xuống dưới này thì gáy của người ta cũng nhẹ đi, cái lưng của người ta cũng nhẹ đi. Thì mình thấy cái phương pháp này rất là hay, bởi vì là chỉ làm ở trên ngón tay thôi mà người ta giảm được cái đau của người ta. Đó, thì các bạn có thể nhìn ở trong cái đồ hình này thì các bạn sẽ thấy rõ là đây là phản chiếu của toàn bộ cơ thể của mình. Đấy. Đây, trên đỉnh đầu đây và chân tay đây. Đấy. Thì nhìn ở phản chiếu thì mình sẽ rõ. Ok. Và đây, mình cứ nhìn cái đồ hình này mình làm thôi, càng đơn giản càng tốt. Và cái hình này có nghĩa là tay này, day tay này, còn như thế này thì là có nghĩa là chân này. Đấy, thì mình sẽ làm cho đôi chân của mình, như thế này thì mình sẽ làm cho bàn tay của mình. Khi mà nhìn những cái đồ hình này thì trẻ con cũng làm được, bởi vì cách này nó quá dễ. Và khi mà hai cái tay của người ta mỏi, người ta không nhấc lên được ấy, nhiều người nó cứ treo ở đây, nó không nhấc lên được, nó tắc ở chỗ này ấy. Thì mình có thể như thế này và mình day, mình lăn, day cái huyệt này cho nó được thông đi. Đấy, được thông đi. Và khi mà được thông đi thì cái chỗ này nó sẽ, cái tay của mình nó sẽ nhả ra, nó sẽ mình sẽ được cái tắc này sẽ, nó sẽ được giải tỏa. Đấy. Thì nếu mà cái chân mình, cái đùi của mình đau hoặc chẳng hạn thì
cái này là phản chiếu của cái chân của mình. Đấy. Thì mình có thể day dọc xuống như thế này. Đấy, day dọc xuống như thế. Mà trước tiên thì mình làm tay trái, nhưng mà dần dần mình làm tất cả bàn tay, mình làm day tất. Đấy, day những cái kẽ này. Và khi mà mình đau đầu thì mình cũng có thể làm cái, để cái đồ hình như này. Cái này là cái đầu của mình, và cái chỗ này là phần cổ gáy này. Cổ gáy thì mình sẽ day cái chỗ này cho nó hết mỏi, hết đau, hết tắc ở những cái chỗ này. Đây. Và dần dần xuống cái lưng của mình ở đây. Đấy, phản chiếu lưng của mình ở đây. Thì rất nhiều người khách bị cổ gáy cứng lại, đau không chịu được, đi bác sĩ không hết, đi massage cũng không hết. Nhưng mà khi đến mình day cái cổ tay như thế này thì người ta hết đau cổ, và người ta quay được, quay ngang, quay dọc và quay ra đằng sau được. Đấy, thì cái quay cái cổ tay này rất là hiệu nghiệm. Và như là thầy Châu dạy mình để cho nó quay như thế nào. Đây, đấy. Thì khi mà mình quay cái cổ này thì cái cổ của mình ở đây nó cũng được nhả ra, nó cũng được rất là nhiều người sợ hãi. Mà khi cái sợ hãi nó đến ấy, thì cái cổ của mình nó cứng lại. Cổ của mình cứng lại thì mình có thể day cổ gáy, nhưng mà mình có thể dùng ngay lập tức cái tay này để mình quay. Đấy. Và dọc cái cột sống này của mình, đánh cái cột sống này. Thì mình có rất nhiều những cái dụng cụ để mình làm. Có thể mình đánh cái này, mình dọc xuống này. Đây, dọc nó xuống này. Hoặc là khi mà mình đánh toàn bộ cái trên cái mảng này, tức là làm cho cái đầu óc của mình nó nhẹ đi. Bởi vì trong một cái ngày ấy, thì mình tiếp nhận được rất nhiều là thông tin. Có những cái thông tin, nhiều cái thông tin mà nó làm cho cái đầu mình nó đầy lên. Thì mình lại dùng cái này để mình cào. Đây, phải gập lại như thế này thì mới là cái đầu. Đấy, thì mình làm như thế này thì cái đầu của mình nó nhẹ đi. Những cái chương trình không cần thiết sẽ được giải tỏa. Ok, và khi mà cái hình này thì lại là cái hình của trái tim. Thì mình có thể xoa xung quanh như thế này, vuốt ve cái bàn tay như thế này. Đấy, thì tức là mình đang xoa bóp cho trái tim của mình. Xoa bóp cho trái tim của mình. Và khi mà cái tim mình nó đập nhanh, khi tim mình nó đập nhanh ấy, thì mình có thể bóp thế này để cho nó chậm lại. Và khi của trái tim của mình nó nó đập chậm thì mình có thể làm nhanh lên một chút, đập để cho những cái nhịp tim nó nhanh lên. Đó. Bởi vì đây là cái phản chiếu của trái tim. Bởi vì thầy Châu dạy là cái gì nó giống nhau thì nó hút nhau. Thì mình đó là những cái quy luật của vũ trụ. Thì mình ứng dụng vào trong cái phương pháp diện trần này. Và khi mà mình đan hai cái tay vào nhau thì nó như là cái xương ở xương sườn này. Thì mình đan như thế này. Và nếu mà đau ấy, thì mình có thể đốt cái ngải cứu, hoặc là mình có thể lấy cái máy sấy mình sấy vào thì nó cũng rất là nhẹ đi. Và khi mà mình đan hai tay vào, mình massage cái tay như thế này cũng rất là tốt. Bởi vì rất nhiều người bị thấp khớp, bị những cái bệnh về cứng mỏi tay, mà cái tay nhiều khi mà nó cứng lại, người ta phải bị rút cái gân như thế này lại. Thì mình cứ phải luyện tập hàng ngày cho cái đôi tay của mình. Bởi vì sao? Bởi vì cái đôi tay của mình, chị ơi, vậy ngón tay đau sưng có phản chiếu từ trái tim không chị? Cũng có thể. Cho nên là mình cứ làm những cái này, mình massage cho tay, mình ôm ấp, mình nâng niu, mình gìn giữ cái bàn tay của mình. Bởi vì bàn tay này nó đã làm ra, sáng tạo ra tất cả. Và nó cũng là phản chiếu của nửa não bên trái và nửa não bên phải. Khi mà mình, nhất là khi mà mình dùng năng lượng, mình làm với năng lượng ấy, thì mình lại cảm nhận và mình chơi với đôi tay nhiều hơn. Mình chơi với đôi tay nhiều hơn. Và khi mà mình xoa
mình xoa nóng lên và mình đưa ra đưa vào thì mình sẽ cảm nhận được những cái năng lượng ở xung quanh mình, cảm nhận. Và khi mà mình tập, mình luyện những cái bài này về tay thì mình lại càng phải vuốt ve và yêu quý đôi bàn tay của mình nhiều hơn. Và có rất nhiều những cái dụng cụ này để mình làm, nhưng mà khi mà không có dụng cụ, những cái dụng cụ này cũng rất là tuyệt vời, thì mình làm một cách nhẹ nhàng thôi. Và khi mà mình làm cho những cái người, cho bản thân hay là cho những người bên cạnh mình, đem cái tình yêu thương của mình ra, mình cầm đôi bàn tay của người ta và mình làm, mình xoa bóp cái đôi bàn tay như người ta, thì cái trái tim của người ta không thể nào mà không rung động trước cái sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của mình. Đấy. Và khi mà mình đã cầm được cái đôi bàn tay của người ta thì là sẽ chạm đến trái tim của người ta. Và lúc đó thì mình sẽ kết nối với nhau tốt đẹp hơn. Thì cũng như cái phương pháp của thầy Dư Quang Châu đi dạy ở các nơi ấy, thì là day 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay như thế này. Day 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Thì mình cứ ngồi, lúc nào mình rảnh thì mình ngồi mình day như thế này. Rất là tốt, nó sẽ thông tất cả những cái bế tắc của mình ở trên đầu cũng vậy thôi. Và chính vì mình day như thế này thường xuyên cho nên là chắc là mình học mình sẽ vào nhanh hơn. Thế thì cái phần này là cái phần phản chiếu của cái cuộc sống của mình, thì mình cũng có thể day. Và khi để như thế này thì nó là cũng là cái vai gáy của mình, thì mình day. Và mình đưa vào cái huyệt này thì mình day. Rất nhiều người, chắc là ở Việt Nam thì mọi người làm thường xuyên thì không có cảm giác gì, nhưng ở Đức này nhiều khi người ta không quan tâm, người ta không chú ý đến cơ thể của người ta. Thế cho nên là khi mà mình sờ đến, mình cầm đến bàn tay người ta, mình day chỗ nào người ta cũng kêu oai oái và kêu rất là đau. Bạn làm gì bạn khỏe thế, tại sao mà bạn lại bóp thế nào mà tôi làm không đau mà bạn lại làm như vậy mà tôi đau vậy? Thì có nghĩa như là những cái điểm ấy nó đang tắc. Nó đang tắc thì mình đang khai thông những cái chỗ tắc ấy thôi. Thì bởi vì nó tắc như vậy thì nó sẽ đau. Khi nào mà chỗ nào thông thì nó sẽ thông thì bất thống, mà thống thì bất thông. Đấy, thì với bàn tay mình có thể chơi, mình có thể day, mình mát xoa, mình vuốt, mình tuốt. Và những cái điểm này mình cũng day kỹ này. Những cái điểm này day kỹ này. Đấy. Đấy thì đưa yêu thương vào nhiều hơn, yêu thương đôi bàn tay của mình. Và lúc ấy cảm nhận là những cái huyệt ở trong bên trong này mình cũng được day cho nó ấm lên. Những cái phản chiếu mắt ở trong này, thì những cái đồ hình nếu mà bạn nào cần thì có thể lên trên mạng tìm. Và nếu mà không, có rất nhiều ở phần cái diện chẩn là hướng dẫn ở trong đó. Thì mình nên đưa yêu thương vào chăm sóc đôi bàn tay của mình nhiều hơn và chữa được rất nhiều bệnh. Ví dụ như là khi mà con cái của mình nó ho, nó lạnh ấy, thì mình day vào cái cổ này. Day vào đây là cái phản chiếu của cổ này. Thì ở bên Đức này thì mùa lạnh thì nó sẽ hay bị ho. Thì mình lại day xong là mình lấy cái máy sấy, mình sấy vào đây cho nó nóng, nó ấm lên. Đấy. Thì cái cổ gáy của cái cổ của nó sẽ không bị đau họng nữa. Và khi mà mình nói chuyện với, khi mình day cái chỗ này thì mình giao tiếp với mọi người, mình cũng bớt sợ hãi đi. Và trong cái lòng bàn tay là nó những phản chiếu của những cái huyệt đạo ở trong. Thì cũng mình cũng có thể mình xoa tay, xoa ấm nóng lên và day và vuốt như thế này. Ở trên bàn tay mình là mình cứ chữa được hết. Mình nắm từng ngón lại 5, 3, 10 phút. Nắm ngón tay em đau, bắt đầu sưng chỗ đó. Rồi thì mình nắm từng ngón tay lại, mình ôm ấp lại và mình cứ đặt ngón tay vào và hãy nghĩ đến nó, hãy đưa gửi yêu thương, gửi những cái ấm nóng và những cái năng lượng cho nó, thì sẽ có nhiều, sẽ sáng tạo được nhiều thứ trong cuộc sống và mình sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng đi hơn rất nhiều. Đấy, thì đấy là một chút chia sẻ của mình ngày hôm nay về cái chữa lành đôi bàn tay. Và chính vì cái đôi bàn tay này nó đã giúp mình rất nhiều trong công việc, cho mình càng phải biết ơn, càng phải yêu thương, càng phải giữ gìn và bảo vệ cái đôi bàn tay của mình. Bởi vì mọi người cũng đã biết rằng bàn tay ta làm ra tất cả.
và có sức người thì sỏi đá cũng thành cơm. Ok, đấy là chia sẻ của mình về cái đôi bàn tay này. Và bây giờ mình muốn chúng mình có mấy phút, có khoảng 17 phút để thiền cái bài thiền đầu tiên, cái tờ kinh đầu tiên của bí mật Phan Thiên Ân. Và cái bài kinh này nó có rất là nhiều tác dụng cho nhiều người, thì mình muốn giới thiệu với các bạn hôm nay. Ok, để mình đi tắt cái nhạc kia đi cho mọi người cùng nghe. Các bạn có nghe rõ mình nói không? Và bây giờ mình sẽ ngồi hay nằm thật là thư giãn, và chỉ cần nhắm mắt lắng nghe và cảm nhận cái bài thiền này. Ok, bài thiền này khoảng 17 phút, và các bạn cứ lắng nghe, các bạn thật là thư giãn, ngồi nằm thật là thoải mái và hít thở bình thường, lắng nghe và cho mình cảm nhận nhé. Chúng mình sẽ bắt đầu bây giờ. Các bạn có nghe được không thì các bạn bấm vào số 1 cho mình biết. Bấm vào cái số 1 cho mình biết là đang nghe được tốt, rất là tốt. Ok, mình bắt đầu nhé. Dưới đây là bài giới thiệu. Bài kinh số 1 của Phan Thiên Ân giúp bạn trở thành người giàu có. Hãy nhớ, để trở thành người giàu có, trước hết chúng ta phải hành động, thay đổi thái độ và thói quen cũ của mình. Để thay đổi thói quen cũ, chúng ta cần tạo ra một thói quen mới. Và thói quen mới bây giờ sẽ là lắng nghe mỗi bài kinh 3 lần một ngày trong vòng 30 ngày liên tục. Sau đó sẽ chuyển sang bài kinh tiếp theo. Chúc các bạn thay đổi thói quen thành công. Tờ kinh số 1. Thành công là một hành trình, không phải là một chỗ đến. Hôm nay tôi bắt đầu một cuộc đời mới. Ngày hôm nay tôi lột bỏ lớp da sần sùi ngày cũ, đã bị quá nhiều vết sẹo của thương tích từ những thất bại và nghèo hèn. Ngày hôm nay tôi hồi sinh trong một vườn cây trái sung mãn với những hoa quả cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay tôi sẽ hái những của sự khôn ngoan từ những cành cao nhất. Đây là những thành quả mà bao cao nhân đã lo trồng trọt từ nhiều thế hệ nối tiếp. Ngày hôm nay tôi sẽ hưởng thụ toàn vẹn cái thơm ngon của những chùm nho này. Rồi với tất cả cẩn trọng, tôi sẽ để những hạt giống này nảy mầm từ đáy tâm hồn, và một đời mới sẽ đâm chồi nảy lộc. Sự nghiệp mà tôi đã lựa chọn chứa đầy những cơ hội, nhưng cũng sẽ đầy những thất vọng và thất bại. Thân xác của những kẻ thua cuộc đầy như một kim tự tháp thật cao, đã tạo thành những bóng tối luôn luôn đe dọa. Tôi sẽ không là một kẻ thua cuộc trong đám người.
vì trong tay tôi đã có một bản đồ rõ ràng. Nó sẽ giúp tay lái của thuyền tôi vượt qua những sóng nước hiểm nghèo và sẽ đưa tôi tới một bến bờ mà chỉ ngày hôm qua tôi vẫn chưa dám ước mơ. Tôi sẽ không bao giờ mặc cả thêm nữa với sự thất bại. Thiên nhiên không bao giờ muốn đày đọa thân xác tôi. Thiên nhiên cũng không có ý định gây cho đời sống tôi những thất vọng. Trong quá khứ, tôi đã chấp nhận đớn đau như chấp nhận thất bại. Kể từ nay, tôi sẽ loại bỏ chúng như loại bỏ những bóng tối đã vây quanh. Tôi sẽ đón nhận những sự khôn ngoan của những cao nhân, của những điều kinh dạy bảo, như đón nhận tia nắng mặt trời rực rỡ của thịnh vượng, quyền lực và hạnh phúc để đưa tôi đến một giấc mộng thiên đường tôi hằng mơ ước. Thời gian sẽ lần lượt dạy dỗ tất cả khôn ngoan cho kẻ nào bất tử, nhưng tôi không có cái may mắn để sống ngàn đời. Nhưng ở một bình diện khác, trong cái thời gian hạn hẹp của đời sống, tôi phải tinh thông nghệ thuật của kiên nhẫn, vì thiên nhiên không bao giờ vội vã. Để tạo một cổ nhân sâm, cái gốc rễ của cây phải sống cả trăm năm, trong khi đó cây hành hương chỉ cần 9 tuần. Tôi đã sống cuộc đời của một cây hành, nó làm tôi bất mãn. Bây giờ tôi phải sống đời sống của cổ nhân sâm, và thời gian sẽ tạo tôi thành một người giàu nhất thế giới. Nhưng tôi phải bắt đầu như thế nào? Tôi không có kiến thức cũng như kinh nghiệm để đạt mục tiêu, và trong quá khứ tôi đã cua quạng trong ngu dốt và vấp ngã trong những tủi thân liên tục. Câu trả lời rất giản dị. Tôi bắt đầu hành trình với hành lý thật nhẹ, không vướng bận với những kiến thức không cần thiết và không bị trì trệ với những kinh nghiệm thừa thãi. Thiên nhiên đã cung cấp cho tôi một bản năng và khối óc đầy đủ hơn tất cả mọi loài sinh vật, và kinh nghiệm được đánh giá quá cao bởi những niên lão không thành công gì trong đời họ. Trong thực tế, sự dạy dỗ của kinh nghiệm thường được trả giá bằng những năm tháng dài của đấu tranh, nên đến khi bài học thu nhập được thì giá trị khi sử dụng cũng bị rút ngắn, và cuối cùng kinh nghiệm chỉ là một lợi ích thừa thãi trên những nấm mồ của kẻ vừa học. Thêm vào đó, kinh nghiệm giống như một thời trang, một hành động đem đến thành công ngày hôm nay sẽ không còn hữu hiệu hay vô dụng trong bối cảnh ngày mai. Chỉ có những nguyên lý là tồn tại, và ngày hôm nay tôi đã nắm được những nguyên lý chứa đựng trong những tờ kinh này. Thực ra chúng sẽ giúp tôi tránh bỏ được những sai trái thất bại hơn là tạo được sự thành công. Bởi thành công chỉ nằm trong trí tưởng tượng của từng người. Trong cả ngàn cao nhân, không có ai định nghĩa giống nhau về chữ thành công, nhưng mọi người đều đồng ý về sự thất bại. Thất bại là sự thua cuộc trước khi đạt đến mục tiêu của đời sống, bất kể mục tiêu đó là gì. Hãy nhớ điều quan trọng. Cái khác biệt duy nhất của người thất bại và kẻ thành công
chìa khóa của mọi thành công. Những thói quen xấu là cánh cửa đóng kín của thất bại. Do đó, điều luật đầu tiên tôi phải nghiêm trọng thi hành trước mọi nguyên lý khác là tôi sẽ tập những thói quen tốt và trở thành nô lệ của chúng. Thuở nhỏ, tôi là một nô lệ của bản năng. Lớn lên, tôi là một nô lệ của thói quen. Tôi để mặc ý chí của tôi trôi nổi, không ràng buộc. Và qua năm tháng, tôi tích tụ những thói quen xấu dẫn dắt tôi đi vào con đường hèn mọn, gập ghềnh. Hành động của tôi bị chi phối bởi phản ứng từ những cảm xúc nhất thời như tham lam, thành kiến, sợ hãi, gièm pha, thèm muốn và say mê. Rồi tất cả cấu tạo thành thói quen xấu xa. Ngày hôm nay, nếu đã là một nô lệ, tôi sẽ là nô lệ của những thói quen tốt. Những thói quen xấu của ngày cũ phải được chôn vùi thật sâu. Và trên những luồng cây mới, những thói quen tốt sẽ nảy mầm. Tôi sẽ tập theo những thói quen tốt và trở thành nô lệ của chúng. Tôi phải làm sao để đạt được mục đích này? Mỗi một tờ kinh tiếp theo sau đây đều chứa được một nguyên lý giúp tôi xua đuổi một thói quen xấu và thay nó bằng một thói quen tốt. Định luật thiên nhiên dạy rằng chỉ có một thói quen mới mới có thể thay thế được một thói quen cũ. Do đó, tôi phải tự kỷ và nhất quyết tạo một thói quen đầu tiên như sau. Tôi sẽ đọc và nghiền ngẫm mỗi tờ kinh liên tục trong 30 ngày như phương thức ghi sau. Trước hết, tôi sẽ đọc tờ kinh này khi vừa thức dậy mỗi sáng, đọc trong im lặng. Sau khi ăn trưa, tôi sẽ đọc lại một lần nữa cũng trong im lặng. Rồi trước khi đi ngủ, mỗi đêm tôi sẽ đọc lớn lên tất cả mọi chữ trong tờ kinh này. Tôi sẽ đọc như vậy trong 30 ngày. Đọc cho đến khi việc đọc kinh 3 lần mỗi ngày trở thành một thói quen. Sau 30 ngày này, tôi mới đọc tiếp tờ kinh số 2. Và tôi cũng sẽ đọc nó trong 30 ngày. Tôi sẽ đọc mỗi tờ kinh liên tục trong 30 ngày và sẽ mất 300 ngày trước khi đọc hết 10 tờ kinh. Cái thói quen này sẽ giúp tôi được những gì? 10 tờ kinh này chứa được tất cả những nguyên lý định luật của sự thành công. Mỗi lần đọc là mỗi lần tôi ghi khắc và tận tâm thức, từ khối óc đến con tim, từ bản năng đến giấc mơ, những dòng chữ của một thói quen mới. Tiềm thức là một vũ trụ tôi không bao giờ thấu hiểu, nhưng nó lại chứa được những quyền lực ảnh hưởng thật to lớn đến hành động của tôi. Do đó, tôi cần có một thói quen liên tục 30 ngày. Những dòng kinh này mới thấm sâu vào tiềm thức. Tiềm thức càng hấp thụ những dòng chữ, tôi càng thấy gia tăng sinh lực mỗi ngày khi thức dậy. Sức khỏe, lòng yêu đời, yêu người, sinh thú và đảm lược sẽ đẩy tôi lên đường mỗi ngày, chiến thắng mọi sợ hãi vẫn tiềm
nắng mỗi ngày, tin tưởng rằng tất cả giấc mộng rồi sẽ thành sự thật, sự cao cả sẽ chiếm ngự và xua đuổi cái nghèo hèn, biến động và đau tủi. Lần đầu tôi sẽ phản ứng như lời kinh dạy bảo, trong tất cả mọi tình thế xuôi ngược. Những phản ứng này càng ngày càng dễ dàng, bởi vì chăm hay không bằng tay quen. Từ đó một thói quen tốt sẽ bắt đầu mọc rễ. Khi một hành động thành thói quen, tôi sẽ thực hiện thật thiện nghệ. Càng thiện nghệ, càng thích thú, càng gia tăng hành động. Tất cả là một chuỗi phản ứng dây chuyền. Hành động đó sẽ thành thói quen và tôi sẽ trở thành nô lệ của thói quen tốt ấy. Ngày hôm nay, tôi sẽ bắt đầu một cuộc đời mới. Tôi bắt tôi phải giữ một lời thề là không gì ngăn trở được sự tăng trưởng cuộc đời này. Và tôi không vứt bỏ đi một ngày nào, tôi sẽ đọc kinh liên tục. Tôi hiểu rằng một ngày vứt bỏ là một ngày không còn tìm lại hay thay thế. Tôi sẽ... Ok. Rất đáng tiếc là mình bị ngắt ở đây. Thế nhưng mà cái bài kinh này, 10 bài kinh rất hay và giá trị ở trong đó. Vậy thì bạn nào mong muốn để đón nhận những cái bài kinh này thì sẽ đăng ký với bạn Hồ Thu Thủy. Và Hồ Thu Thủy sẽ gửi cho các bạn những cái đường link này để các bạn lắng nghe. Và có thể nạp xuống, nhưng mà không nên nghe khi đang đi xe, bởi vì nhiều khi mình sẽ đi vào trong giấc ngủ một cách rất là dễ dàng. Rất đáng tiếc là mình đang bị ngắt bởi vì có cái điện thoại nó vào. Thôi, xin thành thật xin lỗi các bạn. Và cái video này, cái bí mật của 10 tờ kinh này rất là hay. Mình tin rằng các bạn sẽ đón nhận và sẽ cho mình được những cái cảm nhận, bởi vì khi mà những cái năng lượng rung động tần số như thế nó sẽ đưa vào trong cái tiềm thức ấy, thì mình sẽ nạp cái chương trình mới này vào, chương trình tốt đẹp hơn vào, và những cái chương trình cũ thì sẽ được viết đè lên. Tuần sau mình sẽ có một cái buổi chia sẻ cái trong một cái chương trình đi mua sắm ở Đức, ở trong chương trình truyền hình người ta mới gửi cho mình cái đường link, trong một tuần thì mình có thể xem được ở đó. Thì mình sẽ làm một cái video để cho các bạn cùng xem, và mình sẽ dịch ra tiếng Việt Nam cho các bạn nghe. Và bạn nào muốn tham gia để đón nghe thì sẽ vào nghe hôm thứ hai mình sẽ chia sẻ cái video này. Và bây giờ thì đã muộn rồi. Mình rất là cảm ơn các bạn đã vào trong cái video này của mình, đã theo dõi mình. Và chúc các bạn một buổi tối thật là bình an, ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Và lần sau đem vào giấc ngủ những cái bài thiền này của mình, sẽ rất bình an và cái ngày hôm sau sẽ đầy năng lượng. Gửi lời chào tới tất cả các bạn và hẹn gặp lại lần sau. Thank you. I love you.